Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Tam Đan Media. Những thông tin cập nhật ngày hôm nay sẽ khởi đầu ngày mới đầy năng lượng cho quý vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Câu chuyện về cây thông trang trí tại quảng trường phố cổ vào dịp Giáng sinh năm ngoái vẫn còn tiếp diễn. Thay vì phải kết thúc trong bếp lò, cây thông lại nằm trong tay những người thợ mộc tương lai đến từ trường trung cấp nghề ở Zarop, Praha. Cây thông sẽ được làm thành những đồ nội thất, một số sẽ được trao cho những người cao tuổi ở Croatia. Và một phần của cây thông được tạo thành ghế sẽ được đưa trở lại ngôi làng nơi nó lớn lên. Vào cuối tháng 4, quận Praha 1 đã đệ trình một nghị định lấy ý kiến về việc cấm đi vào một số khu vực quan trọng ở phố cổ vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trên thực tế, nghị định này cũng tương tự như lệnh cấm được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái, nhưng sau đó đã bị chính quyền thành phố hủy bỏ do những sai sót về mặt hình thức. Theo đại diện của Praha 1, đề xuất này đưa ra lệnh cấm tất cả những phương tiện cơ giới, ngoại trừ dịch vụ giao thông đặc biệt và sẽ bắt đầu áp dụng chậm nhất là vào tháng 8. Mục đích của nghị định là duy trì môi trường yên tĩnh và an toàn cho người dân, bảo vệ môi trường và chất lượng cuộc sống ở phố cổ. Họ cũng sẽ thay đổi các biển báo giao thông trên một số đường của phố cổ. Mệt mỏi tột độ, đau khớp và cơ, khả năng miễn dịch suy yếu và các vấn đề về thần kinh có thể là triệu chứng của hội chứng hậu Covid. Theo một nghiên cứu mới của các bác sĩ Séc, hội chứng này phát triển ở ít nhất 8% số người phải nhập viện do mắc Covid nặng. Tuy nhiên, các biến chứng lâu dài không thể tránh khỏi, ngay cả với những bệnh nhân có diễn biến bệnh nhẹ hơn. Để Paris có một diện mạo xanh sạch đẹp nhất có thể trước khi bước vào kỳ Olympic, các nỗ lực vệ sinh thành phố đang được tiến hành. Một trong số đó là công trình bể ngầm khổng lồ ngăn nước thải tràn vào sông Seine, giúp đảm bảo dòng sông này đủ sạch để làm địa điểm thi đấu Olympic Paris 2024. Bể ngầm khổng lồ ngay cạnh nhà ga Austerlitz ở thủ đô Paris đã được khai trương trong ngày hôm qua với mục đích trữ nước mưa và ngăn nước thải chảy vào sông Seine. Dòng sông này cũng chính là nơi sẽ diễn ra các môn thi bơi tại Olympic và Paralympic Paris năm nay. Bể ngầm có thể chứa được lượng nước bẩn tương đương thể tích của 20 bể bơi tiêu chuẩn của Olympic. Nước mưa và nước thải nhiễm khuẩn đổ vào bể, sau đó sẽ được xử lý thay vì xả thẳng qua cống thoát nước xuống sông. Khoảng 400 người di cư mang các quốc tịch khác nhau đã được tìm thấy trên 3 chiếc xe buýt bỏ rơi trên đường cao tốc ở Veracruz, phía đông nam Mexico. Theo cơ quan phòng vệ dân sự khu vực, nhóm người di cư bao gồm cả trẻ vị thành niên và phụ nữ mang thai đang trên đường tới Mỹ. Hiện số người di cư này đã được bàn giao cho cơ quan di trú. Trong thời gian qua, hàng ngàn người di cư đã vượt biên vào Mỹ và ngày càng có nhiều người đổ về các thị trấn biên giới của Mexico bằng xe buýt hoặc tàu chở hàng. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ giới chức Brazil, thảm họa mưa lớn và lở đất tại bang Rio Grande do Sul, miền nam của nước này đã khiến ít nhất là 29 người thiệt mạng và 60 người mất tích. Bang Rio Grande do Sul đang phải đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử. Thiên tai đã ảnh hưởng đến gần 150 đô thị trong bang, khiến gần 10.000 người đã phải đi sơ tán. Hiện toàn bộ khu vực dân cư Rio Grande do Sul đã bị cô lập do những cơn mưa dai dẳng phá hủy cầu và đường xá, khiến các thị trấn thậm chí không có dịch vụ điện thoại hoặc Internet. Hàng trăm nghìn người không có nước sạch, trong khi các lớp học trên toàn bang bị đình chỉ. Ước tính thiệt hại trong thảm họa này lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Quốc hội Hàn Quốc ngày hôm nay đã bỏ phiếu thông qua một dự luật yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra mới về thảm kịch chen lấn ở quận Itaewon, thủ đô Seoul vào ngày lễ Halloween năm 2022. Theo luật mới được thông qua, một ủy ban gồm các thành viên được Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập đề cử và một chủ tịch do họ lựa chọn thông qua tham vấn sẽ tiến hành xem xét thảm kịch khiến 159 người thiệt mạng này. Dự luật được thông qua trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc phải chịu áp lực ngày càng tăng từ xã hội và người thân của các nạn nhân về việc tìm ra người phải chịu trách nhiệm trước thảm kịch. Tháng đầu năm 2024, Tổng cục Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất gần 28.270 tỷ đồng, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công ty mẹ Vietnam Airlines đã thu hơn 22.100 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu một quý cao nhất kể từ khi Vietnam Airlines chuyển mô hình thành công ty cổ phần từ năm 2015. Theo giải thích của Vietnam Airlines, khoản thu tăng đột biến này do phát sinh thu nhập từ việc xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu bay của công ty con Pacific Airlines.
Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.